Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh và chị miền Tây của mình. Bữa nay mình lại tiếp tục lên một số cá la hán giá rẻ. Trong quá trình quay mình sẽ đọc mã số và giá tiền của từng con. Anh em nào yêu thích con nào có thể chọn mua ủng hộ và nhắn tin qua tin nhắn nha. Cá mình sẽ ship tới nhà cho anh em với phí ship là 30k, anh em nhận cá trả tiền cho shipper. Đối với anh em mua cá thì mình xin nhắc một điều nha. Đối với cá thì vận chuyển xa thì tất nhiên là cái màu nó sẽ xuống chút đỉnh và cái đầu nó sẽ tuột nha. Do đó một số anh em đặt cá ở từng rồi hay là mấy tuần trước gì đó, có một số anh em cá tới nhà thì không có nhận, mình cũng không biết giải thích làm sao luôn. Chê cá đủ thứ trời nha. Ví dụ như con cá đó mình không nhận rồi con cá nó làm sao? Anh em cứ nghĩ đi, vận chuyển là đã 2-3 ngày mới tới, thì ví dụ như con cá nó yếu hay là nó hay như thế nào đó thì mình cũng tranh thủ mình nhận đặng mình để vô cái hồ nha, mình để oxy vô thì một bữa sau thì nó quen với hồ thì nó sẽ bơi lội lại mình cho ăn, 2-3 ngày nó sẽ hồi cái đầu lại. Chứ ví dụ như anh em không nhận đó thì cái quá trình vận chuyển về thì chắc tất nhiên là nó phải lâu hơn rồi đó. Đi thì nó đến thì 1-2 ngày, nhưng mà vận chuyển về chắc ăn nó phải lâu hơn, tại nó phải lưu kho rồi nó mới chuyển về. Do đó quá trình chuyển về thì chắc ăn là không sống nổi nha anh em. Do đó anh em nào mua thì cân nhắc cho kỹ nha, chứ đặt cá mà ví dụ như tới mà mình không nhận thì cũng kỳ lắm nha. Tại vì quá trình vận chuyển cá thì nó không có dễ như anh em nghĩ đâu. Ví dụ như một con cá này vận chuyển tới Cà Mau đi, mình ở đây là khu vực Đồng Tháp, đâu phải con cá mà nó quất một cá là từ Đồng Tháp tới Cà Mau, đâu có. Nó phải lên thành phố rồi nó mới chuyển ngược về xuống Cà Mau. Mỗi một quận gì đó nó quăng lên quăng xuống, quăng lên quăng xuống, anh em cứ nghĩ trong bịch đi. Chu ăn lắm nha, chứ không phải dễ đâu nha. Đầu tiên là mình quay mã R1 nha. R1 thì giá 170k. Con này size tầm 2 ngón nha anh em. Con này màu đỏ cũng ngon lành, đang lên nhưng cái đầu đang phát triển cũng ok nha. Này size tầm 2 ngón, giá 170k. Thì mình thì ship code cho anh em tới nhà nha anh em. Do đó anh em cũng yên tâm nhận cá. Thì mình thường để mình tin tưởng anh em thì mình mới ship code. Thường thì anh em mua một con cá ở bất kỳ ở một cái địa chỉ nào, con cá có đầu tầm 200-300 trở lên, đố anh em mà mua được con cá mà chưa chuyển khoản trước. Tiếp theo mình quay mã R2. R2 là một con máy nha anh em, con máy giá 130k. Con máy này màu đỏ cũng khá ok luôn, đuôi đỏ luôn nha anh em. Tại vì những con cá lớn mình cũng ít có bán, tại vì con cá lớn mình đóng cái bọc thì số lượng bọc nó phải nhiều lên, còn nhiều quá thì buộc dây thun thì nó không có chặt nổi nha anh em. Còn con cá lớn quá thì cái kỳ nó rất là bén, nó tung mạnh một cái là nó sẽ nhiều khi nó bị chảy nước. Gửi một số nơi nhiều khi shipper cũng rất là nhiệt tình nha. Cá nó chảy nước thì shipper báo mở hộp ra gia cố lại, có nghĩa là quay cái vị trí bị xì nó lên trên thì nó không có chảy nữa. Nói chung cái bịch nó bị xì nhưng mà lượng oxy ở trong nó vẫn còn đủ nha, anh em yên tâm nha. Còn anh em nhận cá thì con cá nó bị yếu hay như thế nào đó thì anh em vẫn cố gắng nhận giùm mình. Thì đem về mình cứ để vô hồ oxy đồ ngon lành, qua ngày hôm sau thì con cá nó tự hồi trở lại. Nếu mà qua ngày hôm sau thì con cá ví dụ như nó bị hao, bị hao hụt hay là chết gì đó thì anh em cứ việc báo, chỉ cần nhắn một cái tin nhẹ thôi là mình kiếm một con cá tương đồng mình gửi lại cho anh em liền. Có khi nào anh em mà nhận con cá mà chết mà mất tiền đâu, mình bán vừa biết bao nhiêu clip rồi đó anh em thấy không. Có anh em nào vô bình luận rồi bán cá chết rồi bán cá tào lao gì đâu. Còn anh em nào gần mình cho địa chỉ tới nhà bắt coi đúng con cá gian clip không, nó y chang vậy đó. Quá trình vận chuyển là đường nào nó cũng phải màu, nó phải tuột. Con cá này mà bỏ vô bọc, anh em bỏ vô bọc chừng 3 tiếng hồ thôi, lắc tới lắc lui 3 tiếng hồ thôi là thấy nó đã khác rồi. Con cá nó dạng thì màu nó sẽ khác.
R3 giá 220k nha anh em. Con R3 này rất là đẹp nè anh em. R3 này cái hơn hai ngón nha anh em. Hơn hai ngón, tướng rất là đẹp luôn. Kế tiếp là một con máy R4, R4 con máy nha anh em, con máy này có đầu luôn nha, máy này giá 160k nha anh em. Lâu lâu mới có con máy mà dáng đẹp như thế này nha. Giá 160k cũng khá rẻ nha, thông thường mấy con máy này tầm 200-250 trở lên. R4 giá 160k một con máy. Đây kế tiếp là R5 là một con máy giá 180k. Con máy này máy sọt rất là đẹp nha anh em. Máy rất là đẹp luôn. Máy sọt có đầu luôn, giá 180k. Anh em nào có mấy con trống nào đẹp đẹp mình về mình kè ép nha anh em. Hoặc kè cho cá nó sùng cũng khá ok luôn. R5 giá 180k. Tiếp theo mình quay mã R6 nha. R6 giá 200k. Đây con 200k đây khá đẹp luôn. Con sọt size tầm 2 ngón nha nè. Đầu có trâu ngon lành. Anh em nào chiến rồi mua hụt mình chọn con này nha. Nhiều khi chiến trước mình mua hụt cũng may mắn nha. Nhiều khi chiến trước con cá nó chưa ý bằng mấy con cá đợt này nha. Anh em nào mua hụt chiến này thì chắc ăn là phải đợi chiến sau rồi. Tại vì số lượng cá thì cũng tương đối thôi. Nói chung là tùy duyên nha anh em. R7 giá 200k. Tiếp theo cũng là một con sọt khá ok luôn. Con này được cái màu đỏ lan rất là nhiều luôn. Ăn rất là sâu. Con này tương lai đầu rất là to nè anh em. Đậu lên trong bóng luôn. Con này được cái hai hàng chữ nha. Hai hàng chữ luôn. Mấy con này anh em đưa qua mấy hồ phong xanh đó. Con này đã lên màu rất là đẹp, đậm. Đây mấy cái hồ này phong trắng luôn. Kế tiếp mã R8, R8 giá 150k. Đây con R8 nè. R8 đầu mới lên tương đối rồi. R8 2 hàng chữ nha nè. Giá 150k phù hợp với anh em mà nào mới tập nuôi luôn. Kế tiếp là R9. R9 giá 200k. Đây mã R9 nè. R9 đỏ rất là nhiều nha. Con này size hơn 2 ngón nha nè. Hơn 2 ngón tí á. Hơn 2 ngón. Con này đang đi phân cũng khá tốt luôn. Phân đen nha. Tại coi nhiều khi cho ăn tim bò. Tim bò nó ra cái màu nó vậy đó. Kế tiếp là R10 giá 150k. Con này size thì tầm 2 ngón thôi. Được cái màu đỏ khá dày luôn. Đuôi đỏ luôn nha. Mấy con 150k mình quay sơ qua thôi nha. Tại vì nó đang lên đầu thôi. Về chịu khó mình ra mấy hồ rộng mình hút tép thôi. Đối với anh em nào nuôi cá nó bị nhát thì mình nên kiếm cái sữa ghim vô nha. Nước ấm ấm lên cá nó mau dạng thôi nha. Cái loại con cá mà nó tiêu quá chậm nó cũng nhát nữa. Nó nhát thì nó ăn cũng ít nữa. Kế tiếp R11. R11 giá 220k một con sọt nha anh em. Con này sọt rất là đẹp luôn.
dáng tròn luôn nha, đuôi rất là to luôn. Đây, dài hơn hai ngón tí nha. Chữ trên đầu rất là đậm luôn nha. Giá 220k R11. Tiếp theo qua R12 nha. R12 giá 250k, mấy con sọt đầu khủng nè. Mấy con này thường đầu lên rất là to nha. Con này còn ngắn hơn cái con R11 nữa nha nè. Này dáng ngắn hơn nè. Con này anh em nuôi tương lai là đỏ rất là nhiều nha. Đỏ, cái phần đỏ nó ăn rất là dày luôn. R12 giá 250k, một con sọt nha, sọt đẹp luôn. Kế tiếp là R13 giá 250k luôn. 250k R13, con này vừa sọt vừa trâu đầu luôn. Con này sọt cũng tương đối thôi chứ không có ngắn lắm. Vừa đỏ vừa trâu luôn nha nè. Đuôi đỏ rất là đẹp. R13 giá 250k. Kế tiếp là EYR14 giá 220k. Con này màu lên cũng khá tốt nha. Anh em về chịu khó mình cho ăn tép nha. Tép cái phần đầu anh em chú ý nha. Đừng có cho ăn cái tép mà mấy cái đầu mà đỏ quét nha. Đỏ quét ăn vô bị sình bụng nha. Tép tươi mình ăn phần đầu được. Nhớ cắt mấy cái nhọn nhọn của cái phần con tép. R14 giá 220k. Con này cũng dáng ngắn nè, được cái trâu. Rất là đẹp luôn, sáng. Tiếp theo qua R15 giá 280k. Con này tầm 2 ngón rưỡi trở lên nha nè. Con này rất là đẹp luôn. Nãy giờ mình quay mình đừng ý con này nhất. Con này tướng rất là đẹp luôn. Con này nãy giờ nó to hơn mấy con kia nhiều á. Đây anh em so sánh nè, thấy không? Cá hai con hai bên. Cái màu nó phối cũng rất là đẹp luôn. Cân đối. Độ đỏ rất là nhiều nha nè. Chữ to rõ luôn. Con R15 giá 280k. Anh em nào không ngán tiền mình chốt con này nha, 280k. Hơn 2 ngón, tầm 2 ngón rưỡi. Đối với mấy cái hồ nào mới về nên anh em bố trí một cây sưởi là ngon lành luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ quay những con còn lại. Theo là EG16 nha, EG16 giá 200k. Đây con EG16 đây. Ai qua phong xanh anh em thấy khác biệt không? Qua phong xanh con cá nó màu nó đậm lên liền, đặc sở. Đối với phong trắng thì con cá màu nó hơi lợt hơn tí nha. Vì anh em nuôi anh em mấy cá mới gì anh em để vô mấy cái hồ mà có mấy cái non bộ trống con cá nó nhát nha anh em. Nó nhát với lại cái đầu nó tuột. Thông thường mình nuôi con cá thiệt là dạng mình hả để mấy cái đó vô. R16 giá 200k.
size tầm hơn 2 ngón tí. R17 giá 250k. Đây con R17 đây. Độ đỏ của con R17 này anh em nuôi thời gian rất là đậm luôn. Con này cái màu đỏ nó gần tới đuôi rồi. Nó lan được 7 phần rồi đó. Rất là đẹp luôn. R17 giá 250k. Con này dáng cũng ngắn nha, dáng cũng ngắn tương đối thôi. Đây con R17 đây, rất là đẹp. Kế tiếp một con máy R18 nha. R18 một con máy giá 140k. Đây con máy này khá đẹp luôn em ơi. Có đầu luôn nha, dài hơn 2 ngón tí. Con này tay của mình thì tầm 2 ngón thôi. Cái này tướng đẹp, rất là đẹp. R18. Kế tiếp là R19 nha. R19 giá 160k. Phù hợp với anh em nào mới tập nuôi luôn. Tập đôi chọn mấy con này 160k dễ chơi. Con này dáng cũng ngắn nè. Con này size tầm 2 ngón trở lại nha. Không có to lắm. Có quá mấy con này thì vận chuyển xa thì cũng khá dễ luôn. Tại vì nó nhỏ. Với lại về nó thích nghi hồ cũng khá nhanh luôn. Tại vì nó cái đầu nó tụt con không có nhiều. Đối với mấy con đầu càng to thì quá trình vận chuyển thì nó tụt càng nhiều nha. Tiếp theo R20 giá 150k. Hình như cái con này là sót lại hồi mấy chuyến trước rồi, sót lại. Lúc đó mình nhớ bán như 160 gì, cái đầu nó nhỏ nha. Bữa nay giờ tụt còn 150 luôn. Nuôi cá càng lâu không lên tiền bị tụt lại nha. Con này size gần 2 ngón nữa nha, nhỏ nha chứ không có to. Giá 150k anh em về nuôi trải nghiệm này, trải nghiệm luôn. Tập nuôi cũng được, cũng khá dễ, được cái trâu sáng. Giá 150k. Tại mình bán đợt này thì qua từ sau mới bán lợi nha. Đây cái con này của khách ở đây mua rồi nha anh em. Con này không có mã số. Con này mấy chuyến trước nhìn anh em không có chốt, nó cái đầu nó nhỏ. Nuôi mới có tầm hơn tuần, khách gửi nuôi tầm hơn tuần mà anh em thấy cái đầu cũng lông luôn. Cái hồ mình nuôi anh em thấy không? Cũng không có gì cầu kỳ lắm, cũng có một cái máy lọc à. Nước chảy loãng toảng, hồ cũng ít có vệ sinh nữa. Cứ rảnh thì cứ tép, cứ thảy vô thôi. Bữa nào trời lạnh thì mình ghim cho sưởi thôi, trời không lạnh thì rút điện ra rồi xong. Tiếp theo mã R21. R21 giá 220k nha anh em. Trong mấy cái ngăn hồ của mình nuôi thì cũng khá nhỏ nha. Anh em về có điều kiện thì mình nuôi 1-2 con thì cái hồ nó sẽ rộng hơn, cá phát triển sẽ tốt hơn rất là nhiều luôn. Nói chung cái dòng La Hán thì nó khá khỏe nha, nó khá khỏe bởi vì vận chuyển nhiều khi anh em thấy 5-6 ngày bị delay hoài luôn mà con cá nó trong bọc nó vẫn còn ok nha. Nhầm con cá, ví dụ như con cá ngăn lông đi, anh em vận chuyển tầm 2 ngày là về chắc không sống nổi. R21 giá 220k. Con này rất là đậm luôn nha. Nhiều khi anh em về hỏi cá ở đây sao rất là đậm nha. Tại vì ở đây nè, phong này phong chanh nha, nhầm con nha. Phong chanh, anh em về để qua cái phong lợt hơn hoặc cái hồ mà trơn á là con cá cái màu nó bị lợt lại nha. Cá mới về bắt buộc là màu nó phải tụt, gặp cái hồ nữa thì cái màu nó tụt nhiều hơn nha. Anh em nuôi 1-2 ngày, 3-4 ngày thì nó tự hồi lại. Anh em nào có mua rồi thì biết cách cho nó cũng khá dễ luôn.
còn có nhiều nhiều con mình thả vô đây, cái hồ rồi vô cái hồ này nó tối hù luôn nha, chứ không phải con nào cũng vậy đâu. Chẳng hạn như con này thì con này nó trâu nhiều, nó đâu có màu đỏ gì đâu, đỏ đỏ nó khá ít thì nó hơi chậm nha. Con này đối với con này thì mình thả với cái hồ sáng hơn. Nói chung anh em mua cá ở đâu cũng được, cần tư vấn thì cứ nhắn tin cho mình, không nhất thiết là phải mua cá của mình mới tư vấn vậy nè. Mua cá ở đâu cũng được, cá gì mình cũng có thể tư vấn cho anh em nha. Cuối cùng là mã R22 giá 200k. Đây con R22 đây anh em, màu ngon lành luôn nha. Anh em nào mua hụt con R21 thì mình qua con R22, size hàng ngon. Bữa nay thứ tư nha nè, nay thứ tư mình quay xong mình đăng clip lên, anh em chốt luôn rồi chiều mình đóng, thì anh em nào ở gần thì mời tới, anh em nào ở xa thì qua trễ hơn nha, trễ hơn có thể qua tới thứ sáu thứ bảy gì đó tới. Cá nhận thì anh em về cứ việc để vô hồ mình lên thôi, đừng để chung với mấy cá khác, về để oxy vô, qua ngày hôm sau mình cho ăn, cá bơi lội tung tăng thì mình cứ hút hút mồi nhiều tí thì vài bữa sau con cá nó tự hồi lại đúng y chang như con cá mình quay, không khác gì, chứ không có gửi nhầm nha. Có mấy em học sinh mua cá của mình nói gửi tầm bậy, mình bán cá từ năm 2007, có khi mấy em chưa có sinh ra nữa nha, bắt con cá không bao giờ lộn đâu nha, tại vì mua có một hai con thì đâu phải lửa cá bột đâu lộn, con nào đúng con nấy hết. Anh em để ý mấy cái hoa văn trên đây nè, đây nè, ví dụ như mua con cá này mình để ý cái mấy cái chữ này nó chấm chấm này nè đó, vài bữa nó hồi lại rồi mình để ý. Trong cái clip thì còn đó chứ đâu, nó không có chạy đâu chứ, clip đăng lên đó anh em để một tháng hai tháng nó cũng còn y chang vậy đó, lên đó mình coi mình so sánh, đúng cái vị trí đó không, cái chữ nó giống vậy không, cái trâu cái mặt nó sao giống vậy không, trời không có chặt đâu. Có mình nhớ thì lâu lắm rồi, có một cái lần mình gửi nhầm con cá cho anh kia thôi, ví dụ như anh kia anh đặt con cá mình nhớ là như 180-200 vậy đó, mà mình bắt lộn cái con cá mà 300-300 mấy gì đó, rồi mình cũng tính tiền là 200 mấy cho anh đó luôn, tại vì con cá kia nó đẹp hơn, chứ mình đâu có gửi ấy, gửi tầm bậy được. Không lẽ anh qua em quay con cá vậy rồi lại kiếm con cá tương đồng đó, nội cá mà mình quay clip mình không có thời gian mà mình để cái số điện thoại lên đó. Thường thường cái clip anh em mấy coi mấy cái clip mà mình làm hướng dẫn đâu đó, mình hay để cái số điện thoại nó nằm ngay góc đó, là mình lên máy tính mình gắn cái số điện thoại vô, điện thoại mình dung lượng nó không có đủ, mình không có để lên. Còn này mình quay mình chỉ đưa cái bảng lên thôi, anh em nào thấy số điện thoại thì nhắn tin hoặc kết bạn vậy thôi. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người, và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha anh em. Anh em nào có đăng xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.